Thưa quý vị, ngay trong chiều nay, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã đi kiểm tra công tác ứng phó với bão tại tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng. Cần đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tàu thuyền, sẵn sàng về lực lượng và phương tiện để di dời người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt đến nơi an toàn là chỉ đạo được đoàn công tác đưa ra với các địa phương. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 đi theo đoàn vừa gửi về cách đây ít phút. Khu vực cảng tàu Tuần Châu, thành phố Hạ Long, từ sáng nay đã có hàng trăm tàu thuyền về đây neo đậu tránh chú bão số 2. Tính đến cuối giờ chiều ngày 10 tháng 8, đã có gần 400 phương tiện được bố trí vào các vị trí an toàn. Anh Phạm Văn Nam là một trong những người cuối cùng cho tàu vào cảng. Dù là cơn bão đầu mùa, nhưng anh Nam vẫn kiểm tra kỹ càng các vị trí neo buộc. Công tác bão chuẩn bị đến thì cũng làm dây làm dỡ buộc các cọc bích của cầu tàu này để mong làm sao đó bão là nó không nó bé thôi, nó đừng có to, nó mà lại to lại khổ. Thì mỗi tàu có mỗi 2 người thôi thì cũng thay phiên nhau mà canh bão thôi, cứ bão này lại về đêm nữa, đêm về sáng này cũng phải thay phiên nhau mà túc trực thôi. Khu vực tổ 6, khu 7, phường Hồng Hà, từ đầu giờ chiều nay cũng có nhiều người dân cho tàu vào bờ để tránh bão. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh từ đầu giờ chiều ngày hôm nay đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng. Tại các khu vực neo đậu tàu thuyền đã có rất đông người dân đưa phương tiện vào đây để tránh trú. Và đằng sau lưng tôi đây cũng là một nơi được ngư dân lựa chọn. Những luồng lạch nhỏ và khuất gió như thế này cũng là cách để họ gia cố cũng như là chằng chống phương tiện để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất khi cơn bão và mưa dông trên diện rộng trong những ngày sắp tới. Bão trước đây thì mình ở ngoài biển, nhưng bây giờ đa số nghe thấy bão là vào đất liền bởi vì ở biển nó to. Ngoài đấy nó có chỗ chịu bão nhưng mà ngoài nó to. Thế nên là đa số phải vào trong đất liền, không vào đây thì xuống làng chài ở dưới Hà Phong. Cả cái vùng này thì có mỗi cái lạch này là bà con được chịu bão được. Còn ở dưới cái Sa Công bây giờ chật lích, giờ thuyền xuống đấy va đập gió, va đập nhau không chịu được. Chứ bà con phải vào đây đỗ tạm thôi. Có mặt kiểm tra tại tỉnh Quảng Ninh chiều ngày 10 tháng 8, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đánh giá cao công tác ứng phó bão của địa phương. Tuy nhiên, hoàn lưu sau bão sẽ gây mưa lớn trên diện rộng, nên tỉnh này cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ để chủ các tàu thuyền chấp hành tốt việc neo đậu, đồng thời triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân tại khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt, sạt lở, các công trình xây dựng, khu vực bãi thải. Cơn bão số 2 thì theo dự báo là không lớn. Đổ bộ vào Việt Nam thì tác động trực tiếp thì không nhiều về gió, nhưng mà hậu của nó sẽ là mưa rất lớn. Và mưa sẽ rất cao vào đêm nay và trong 2 ngày tới. Và bão số 2 thì ảnh hưởng không chỉ Quảng Ninh mà Hải Phòng, Thái Bình và đặc biệt là một số tỉnh miền núi phía Bắc. Chính vì vậy là chúng tôi cũng đã yêu cầu và khuyến cáo các địa phương ấy, là ngoài cái việc mà tàu bè, khách du lịch và đặc biệt đối với những cái địa phương như Quảng Ninh ấy, thì là các cái khai trường về khoáng sản ấy, thì một cái câu chuyện rất quan trọng là chúng ta chuẩn bị là tiêu nước để chuẩn bị cái việc mà mưa bão sẽ gây cái mưa lớn để đảm bảo là không gây ra ngập lụt. Phía Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã yêu cầu các địa phương cử người trực canh gác 24/24 giờ, thường xuyên tại các vị trí ngầm tràn giao thông, kiên quyết không cho người, phương tiện qua lại khu vực khi có lũ lớn, tránh các vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra. Lãnh đạo tỉnh cũng chỉ đạo các sở ban ngành đã đi kiểm tra các cái bãi thải mỏ. Vì hiện giờ thì theo tôi được biết ý, thì cái lượng mưa trong mấy ngày tới sẽ rất là cao và khả năng sụt lún của các bãi than cũng là một cái việc mà rất là nghiêm trọng nếu như không có các giải pháp phù hợp. Cái thứ ba nữa là cũng đã chia ra chỉ đạo các cái cơ quan có liên quan kiểm tra các bể chứa nước, các cái hồ chứa nước để làm sao đảm bảo là xả nước. Hiện giờ thì tất cả các cái hồ chứa nước của tỉnh cũng đã đề nghị là cán bộ phải trực 24/24 giờ. Tỉnh Quảng Ninh cũng đã huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và dân quân tự vệ, hiệp đồng 500 cán bộ chiến sĩ của Bộ Quốc phòng và Quân khu 3 đóng quân trên địa bàn, 14 xe ô tô, 6 tàu, 22 xuồng và nhiều trang thiết bị phương tiện khác sẵn sàng tham gia phòng chống bão số 2.